Các bạn thân mến, hôm nay là chiều mùng 6 tháng 5. Thì hôm nay tôi chia sẻ mấy cái cây Zani trồng thuần. Thì hôm nay cũng đi Đắk Lây nhưng mà chở xe máy, tôi chả chở. Cũng sưu tầm mấy cây. Nhưng mà hôm nào gửi xe về. Thì hôm nay có 8 cây thôi. Thì chủ yếu những cái chậu thuần này thì đúng là đáng nhẽ cho phân và tưới để to to nên bán, thì có khi chia sẻ thì nó được thêm tiền, nhưng mà cũng nhiều bạn cũng muốn mua cái cây nó ít ít tiền, nên là những cây nhỏ nhỏ này tôi cũng chia sẻ. Bởi vì các bạn hình dung là những cây này như của tôi để ổn định này, tôi chỉ tưới nước là bỏ thêm phân này, thì một thời gian là nó lên là rất nhanh, mùa bắt đầu mùa mưa là nó lên rất nhanh đấy. Thì chẳng hạn nó lên cao này thì giá tiền nó có vẻ cao hơn đấy, nhưng mà nhiều bạn thì cũng cứ muốn mua cây độ 200-300 nghìn đấy. Thì tôi cũng chia sẻ này, thì có mấy chậu thì các bạn thấy cái nào cũng đang lên mầm rất tốt. Thì vào cái chậu thứ nhất là 250 nghìn. Ừ, đấy, nó lên chưa được 10 cm. Những cây này đây tôi kệ nó, tôi không nhổ, bởi vì theo tôi thì cứ kệ nó. Nó tốn tí phân nhưng mà nó hình như là nó cũng tương tác nó tốt. Đấy, cây này thì thân lá nó như thế. Nó trồng bằng cây gãy dập, như cái này nó cũng trồng từ cuối năm vừa rồi, nó cái thân năm vừa rồi nên nó như cái đây này. Nó lên được khoảng 3 cm này. Và thân năm nay nó lên như thế này. Đấy các bạn, thì cái này là 250 nghìn. Sang hình 2 thì cũng 250 nghìn. Đây các bạn thấy cây nó mọc rồi, kệ. Thì cái này nó cũng trồng từ cái thân già gãy dập thôi. Như cái này nó cũng được 1 năm trước rồi đây các bạn này. Cuối năm này nó cũng có một cái thân con bự, và bây giờ nó lên là 2 cái mầm gốc này. 2 mầm gốc nhưng nó cũng nhỏ, một cái khoảng 5 cm, một cái khoảng 3 cm đấy. Như lá các bạn thấy cũng cũng tạm được đấy. Thì hình 2 là 250 nghìn. Sang hình 3 thì cũng 250 nghìn. Cái này nó to hơn tí, thôi thì cứ to nhỏ thì để nói chung là nó cũng khó ấy. Đấy thì cứ 250 nghìn. Cái này nó chắc được khoảng hơn 10 cm này. Các bạn, cái mầm năm ngoái đây. Còn những cái thân này nếu mà nó có hoa rồi thì cũng hoa trong rừng đấy. Thì các bạn cây thân lá thế, các bạn nào sưu tầm thì 250 nghìn hình 3. Sang hình 4 là 300 nghìn. Đấy, hình 4 này thì 300 nghìn. Các bạn thấy thì nó trồng bằng cái thân già gãy dập này. Thân này thì hình như có hoa thì sao đây, sờ có mẫu hoa đấy. Như năm ngoái cây cây này thì cái mầm năm ngoái nó vẫn còn lá này, các bạn thấy chưa, cái mầm năm ngoái nó vẫn còn lá này. Mầm nay đang lên rất tốt này, mầm năm nay là nó được khoảng hơn 10 cm. Thân nó chấm tím, sấm sấm bẩn bẩn đấy. Tôi quay hình như nó hơi ngược sáng. Đấy, thân nó như thế. Đấy, hình 4 này 300 nghìn. Tôi quen hơi ngược sáng. Sang hình 5 thì 350 nghìn. Cái này thì nó to hơn rồi. Nó đây tôi tưới nước vôi, cây này tôi không lau. Nhưng cây này lá rất to này các bạn. Cái này nó được khoảng gần 1 gang này, cái thân này. Còn thân năm ngoái đây nó bằng cái tí đây. Thân năm ngoái nó được gần 10 cm đấy. Cây này nó có vẻ lá to này. Tưới nó vôi nó bẩn bẩn nữa. Đấy, thân lá như thế, nó đang đua ngọn rất tốt các bạn. Đấy, hình 5 là 350 nghìn. Sang hình số 6 này thì cũng 350 nghìn. Cái thân năm ngoái nó dài còng đây nhưng mà chưa thấy ra hoa. Còn những cái thân năm trước này nó có hoa rồi, thân trong rừng.
Đấy, rễ rất tốt, cái mầm này cũng rất là tốt. Cái mầm này nó chưa gần được một gang, gần cái thân năm ngoái nó được một gang, còng queo đây. Đấy, hình 6 này 350.000. Sang hình 7 thì nó hai mầm thì cũng 350.000. Hình 7 thì cái mầm năm ngoái là nó còn tốt hơn này. Năm ngoái nó một mầm là nó ra được một. Đấy, thì nó lại ra túm tụm vào đây. Đấy, nó có hai mầm đang phát triển rất tốt. Nó được gần một gang ấy. Đấy các bạn, thì hình 7 này 350.000. Sang hình 8 này là 400.000. Từ hình 1 đến hình 7 là của Zani, riêng cái hình 8 này là của Chumorai. Cái hình 8 này là trực tiếp tôi trồng. Tôi trồng từ hai cái thân gãy dập. Đây là một cái tơ, một đôi bụi, hai cái này là khác nhau đấy. Thì cái hình 8 là 400.000, các bạn thấy rễ nó lên rất tốt này. Đấy, tôi trồng rễ nó ra cũng rất tốt rồi này. Dưới đây này các bạn thấy chưa, ở dưới tôi dùng xốp và một ít vỏ thông, một ít than nên nó cũng nhẹ thôi. Bạn nào sưu tầm thì nên sưu tầm cả cái chậu, nó có rễ rồi thì nên gửi cả chậu, nó bảo đảm hơn. Đấy, mỗi cái mầm này nó chỉ được 5-6 cm thôi nhưng mà nó rất trông, rất khỏe các bạn, vì rễ đây, rễ nó ăn xuống rất nhiều, rễ xanh tét đấy. Hai cái gốc này là khác nhau đấy, thân già của nó phải được 2 gang. Đấy, thì hình 8 này là 400.000. Thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại tôi 0965 895 207. Video này tôi làm đây kết thúc, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.